Sáng nay ngày 25 tháng 10, tại nhà văn hóa quân khu 5 thành phố Đà Nẵng, Tổng cục Chính trị tổ chức khai mạc hội thi cán bộ hội phụ nữ giỏi cấp toàn quân khu vực phía Nam năm 2023. Đến dự có Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo, Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy quân khu 5 và Thiếu tướng Võ Văn Hưng, Chủ nhiệm Chính trị quân khu 5. Tham gia hội thi có 12 đội thuộc các cơ quan đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trong đó tham gia thi chính là cán bộ hội phụ nữ, chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên ban chấp hành, đạt giải cao được lựa chọn từ hội thi cấp trực thuộc. Nội dung thi gồm 4 phần: kiến thức, tuyên truyền, năng khiếu và ứng xử dành cho cán bộ hội toàn năng. Hội thi cán bộ hội phụ nữ giỏi cấp toàn quân năm 2023 nhằm đánh giá chất lượng năng lực toàn diện của đội ngũ cán bộ hội, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, phương pháp, kỹ năng công tác hội, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Trước đó, từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 10 năm 2023, hội thi khu vực phía Bắc đã được tổ chức tại thành phố Hải Phòng với gần 500 cán bộ hội viên chiến sĩ thuộc 31 cơ quan đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham dự.